Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm Xuân Hương chịu đại tang mẹ, cuối năm 1816, Trần Phúc Hiền đón Xuân Hương từ kinh thành Thăng Long về làm dâu dinh thự Hải Đông, trấn Yên Quảng. Nàng thơ trở thành bà lớn phủ Hải Đông, được chồng yêu mến và tin cậy, được người dân trong vùng ngợi khen vì sự giỏi giang và nhân hậu. Quan tham hiệp Phúc Hiền tuy mới phải nhậm chức chưa lâu nhưng đã có những kế sách hay, chăm lo cho cuộc sống an dân, giữ gìn biên ải, khai khẩn đất đai, tự lo lương binh hùng mạnh. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong duyên vợ chồng của Xuân Hương. Nhưng cả Xuân Hương và Phúc Hiền đều không nhận ra viên án Thủ Dung dưới quyền quan tham hiệp lại càng tỏ ra ghen tị, thù ghét vợ chồng nàng, y bày cho các phú hộ bị mất ruộng do Phúc Hiền giao cho người dân khai hoang, trả thù Phúc Hiền bằng đơn tố cáo quan tham hiệp nhận hối lộ 700 quan và vi phạm luật hồi ti để vợ tham gia việc quan nơi mình nhậm chức. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 5 tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Họa Tam Tai Ập Đến. Nội dung đơn tố cáo quan tham hiệp Yên Quảng Trần Phúc Hiền do án Thủ Dung soạn sẵn. Các phú hộ sai người hầu và người làng ký tên và điểm chỉ. Cùng với đơn tố cáo do chính án Thủ Dung ký tên, tất cả đơn gửi thẳng tới quan Bắc Thành. Nội dung đơn rõ ràng. Ở Châu Vạn Ninh, ruộng đất bỏ hoang hóa nhiều. Vì đa phần ruộng gần cửa biển, sình lầy, chủ yếu chỉ có cây tự nhiên xú vẹt chưa được cải tạo. Việc đi lại khó khăn, dân trong vùng bỏ nghề nông, bỏ đất hoang, theo nghề trải lưới kiếm ăn. Năm trước, quan tham hiệp đã dâng tấu trình vua cho người dân được khai hoang mở đất, lập xóm ấp mới, nhưng dân không chịu khai hoang. Vì thế, quan đã phạt ép dân, khiến nhiều người đã bỏ xóm bỏ làng đi nơi khác làm ăn. Số đất các phú hộ địa chủ, chúng tôi khai hoang trong vùng lâu năm đã trở thành ruộng vườn thì quan tham hiệp tự ý cho người dân chiếm đoạt. Những người chiếm đoạt này thường phải trả tiền đút lót cho quan. Ngay cả những phú hộ địa chủ chúng tôi muốn giữ đất của mình cũng phải hối lộ quan nhiều tiền. Vì thế, dân tỉnh Vạn Ninh chúng tôi, người người nhà nhà đều bất bình, ai oán. Chỉ tính trong 2 năm gần đây, năm 1816 và 1817, chúng tôi phải hối lộ cho quan tới 700 quan tiền để quan cưới vợ và tiêu xài cho vợ đi thăm thú Hạ Long, ngắm cảnh làm thơ. Việc quan tham hiệp nhiều lần nhận hối lộ của chúng tôi là thảo dân, thấp cổ bé họng, không biết kêu ai. May thay, có án Thủ Dung cũng ở phủ Yên Quảng, là người biết việc quan, hiểu luật lệ triều đình, thương dân chúng tôi, chỉ bảo cho chúng tôi biết việc làm của quan tham hiệp là vi phạm luật hoàng, cần phải được nghiêm trị. Chính quan án Thủ Dung là người chứng kiến khi đi cùng quan tham hiệp về Châu Vạn Ninh. Chúng tôi phải đút lót, hối lộ tiền cho quan. Nay chúng tôi khởi đơn tố cáo quan tham hiệp Trần Phúc Hiền. Chúng tôi xin ký tên, cam kết sự việc là có thật. Quan án Thủ Dung là người làm chứng cho chúng tôi. Quan tham hiệp Phúc Hiền không chỉ nhận hối lộ mà còn để vợ là nữ sĩ Xuân Hương tham gia chính sự tại phủ lỵ. Minh chứng là vợ quan đã viết thơ phê vào đơn xin giết châu khao dân làng của ông Cống Sinh. Người ta thì chẳng được đâu, ừ thì ông Cống làm châu thì làm. Lời tố của chúng tôi, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Soi chiếu luật của triều đình, nghiêm trị tội phạm, không kể quan dân. Phận hèn thảo dân chúng tôi, kính đệ đơn, mong được đèn trời Đức Vua soi sáng. Là người từng giúp quan tham hiệp xử án tại Yên Quảng và cũng từng giúp nhiều người dân ở vùng này viết đơn kêu kiện, án Thủ Dung hiểu rõ luật hoàng xử tội nhận hối lộ nên xui dân ghép cho Phúc Hiền tội này. Vì triều đình áp dụng điều luật nghiêm trị quan chức có những hành vi tham nhũng, ăn đút lót, hối lộ. Từ thời nhà Lê, đã có luật hồi ti quy định quan lại không được lấy vợ, kết làm thông gia với người ở nơi mình cai quản. Không đưa quan lại về quê hương bản quán trị nhập, không được tậu đất, vườn ruộng, nhà tại nơi cai quản, không được lấy người cùng quê làm giúp việc, người có quan hệ thầy trò, bạn bè, không được làm việc tại cùng một nơi. Luật hồi ti là thế, nhưng quan tham hiệp Yên Quảng đã để vợ là nữ sĩ Xuân Hương bút phê đơn của dân là vi phạm luật. Sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho biên soạn bộ luật Gia Long, còn gọi là Hoàng Việt Luật Lệ, ban hành năm 1815,
để giải quyết việc nước, việc dân theo các quy định của hình luật. Bộ Hoàng Việt luật lệ có 398 điều, thì có 79 điều quy định về các tội liên quan đến tham nhũng, điều chỉnh hành vi của quan lại lạm quyền. Điều 31 quy định, quan lại nhận hối lộ phải chịu hình phạt thấp nhất là 70 trượng, cao nhất là treo cổ. Điều 312 quy định, quan ở bất kỳ cấp nào nhận của đút lót đều bị xử tội, bị xóa tên trong sổ quan và bãi dịch. Ai làm cho người dân lo sợ, dùng sự hăm dọa gian trá để vòi tiền thì căn cứ tang vật để phạt. Cụ thể, quan nhận từ 1 lạng bạc trở xuống bị phạt 100 trượng, từ 2 lạng đến 5 lạng bị phạt 100 trượng, đeo gông 1 tháng, từ 6 lạng đến 10 lạng bị phạt đánh 100 trượng và đầy khổ sai 3 năm. Nếu tang vật trên 10 lạng, người vi phạm bị đầy ra biên giới xa đến 120 lạng, buộc treo cổ. Biết rõ khung hình phạt của triều đình, án Thủ Dung xui dân Châu Vạn Ninh kiện quan tham hiệp Trần Phúc Hiển. Đơn tố của dân Châu Vạn Ninh có chữ ký của người tố cáo, có chữ ký của người làm chứng là án Thủ Dung, có căn cứ pháp luật. Lần này Phúc Hiển không thoát khỏi tội chết. Khi xui dân viết đơn tố cáo Phúc Hiển, án Thủ Dung thừa biết luật Hoàng quy định kết tội theo lạng bạc nhận hối lộ. Nhưng nhân dân Châu Vạn Ninh nghèo, làm gì có bạc có vàng mà hối lộ. Thế nên án Thủ Dung xui dân kiện Phúc Hiển nhận 700 quan tiền. Trước đấy, năm 1812, vua Gia Long định giá 1 lạng bạc bằng 2,8 quan tiền, 1 lạng vàng bằng 10 lạng bạc. Theo cách tính này, thì quan tham hiệp Trần Phúc Hiển nhận hối lộ 700 quan tiền bằng 250 lạng bạc, quy đổi thành 25 lạng vàng. Theo điều 312 Hoàng luật, thì quan nhận hối lộ đến 120 lạng, buộc treo cổ. Phúc Hiển bị bắt, đang giam giữ ở Bắc Thành. Lúc này, Hồ Xuân Hương đã chạy đôn chạy đáo về Bắc Thành kêu oan cho chồng. Hơn 2 năm làm bà chúa Hải Đông, từng dự cùng chồng xử nhiều vụ án, Xuân Hương cũng hiểu rõ luật lệ của triều đình. Kể từ khi chồng nàng bị bắt, Xuân Hương chưa thấy quan án sát xứ Ti về truy xét, chỉ thấy bắt Phúc Hiển là vì bị tố cáo nhận hối lộ, không thấy gọi những người hối lộ và người làm chứng là án Thủ Dung đến xét hỏi. Vì thế, nỗi oan của Phúc Hiển chưa được làm sáng tỏ. Những người dân nghèo kia, cơm chẳng đủ ăn, áo không đủ mặc, lấy tiền đâu mà hối lộ. Trong danh sách cũng không đủ tên những người đưa hối lộ, vì số tiền lớn những 700 quan. Nếu mỗi người dân hối lộ 7 quan, thì số người hối lộ phải tới 100 người. Còn nói hối lộ và chủ quan một người, thì dân xứ này nghèo lắm, lấy đâu tiền như thế? Trong danh sách những người đưa hối lộ, không tính dân nghèo, thì có bao nhiêu địa chủ phú hộ đưa hối lộ? Họ có phải là những trang chủ, điền chủ bị quan tham hiệp lấy ra đất ruộng hoang hóa để sao cho dân khai hoang không? Những người này vì bị mất quyền lợi nên tố cáo, lời tố có trung thực không? Lại nữa, số tiền quan bị tố nhận hối lộ 700 quan thì nhận bao nhiêu lần? Người làm chứng là án Thủ Dung có làm chứng tất cả bấy nhiêu lần không? Quan án sát phải về lục soát nơi ở của Phúc Hiển để thu giữ số tiền nhận hối lộ đã chi tiêu hay còn bao nhiêu? Những câu hỏi về nghi án của Trần Phúc Hiển danh danh ra đấy, người ngoài có thể không hiểu, không biết. Nhưng Xuân Hương thì biết rõ. Chồng nàng tuy làm quan, nhưng là quan thanh liêm. Bởi Phúc Hiển có người cha nuôi là Nguyễn Văn Thành, là tướng trung quân, được giao cử chức tổng tài, cùng với Vũ Trinh và Trần Hữu soạn bộ Hoàng Việt luật lệ, thường được gọi là luật Gia Long. Cha nuôi là người tâu với đức vua, ban quan, ban chức cho Phúc Hiển. Cha nuôi vẫn thường nhắc nhở Phúc Hiển, có tài làm quan không khó, cái khó là sự đức thanh liêm, ở đâu cũng được dân tin yêu, triều đình tin cậy. Cũng như người cha nuôi, Phúc Hiển rất thuộc luật Hoàng Việt do người cha nuôi làm tổng tài biên soạn. Phúc Hiển cũng gắng làm theo lời cha dạy, mệnh làm quan, ăn lộc vua, gắng lo việc dân, việc nước. Người ta thì gia cảnh vợ bìu con díu, vì khốn khó nên đôi khi quẫn trí làm bừa. Còn Phúc Hiển, gia đạo thuộc dòng dõi làm quan, có cửa nhà khang trang, vợ con ở đằng trong sinh sống. Nhận chức quan tham hiệp Yên Quảng, nhân cuối năm 1815, Phúc Hiển về triều dâng tờ trình xin đức vua phê duyệt kế sách hỗ trợ cho dân vùng Yên Quảng khai hoang đất bãi bồi ven biển,
đất vùng đồi vùng núi sâu xa, đã ghé về thăm nhà. Lần ấy, Phúc Hiền nói với vợ con và gia quyến, việc mình ưng thuận sẽ cưới nữ sĩ Xuân Hương làm thiếp. Vợ con quan cũng cảm thông, vì sau 5 năm Phúc Hiền ra đàng ngoài nhậm chức quan, vẫn vỏ võ, phòng không, đơn chiếc. Nghe nói, thiếp của Phúc Hiền là nữ sĩ Xuân Hương, nổi tiếng trong thiên hạ. Vợ con Phúc Hiền và gia tộc họ Trần đều mừng vui. Hẹn ngày gần nhất, Phúc Hiền sẽ đưa Xuân Hương về quê, ra mắt gia quyến. Thắp nén hương trước mộ tiên tổ Tiền Hiền, mở đất làng Tam Kỳ. Thế nhưng từ bấy đến nay, phần vì việc quan chưa có dịp vô kinh, phần vì việc dân trấn Yên Quảng chưa yên, chưa thuận, nên Phúc Hiền chưa có dịp đưa nàng sâu Xuân Hương về quê. Lý ấy, việc ấy mà xét, thì Phúc Hiền đâu có phải là người vướng bận việc vợ con gia đình, cần nhiều tiền tiêu xài hoang phí, để đến nỗi hết tiền phải làm bừa, ăn chặn của dân. Ấy là chuyện vợ con, gia đình Phúc Hiền ở đằng trong. Còn ở đằng ngoài, từ khi lấy Xuân Hương, nàng là nữ sĩ nổi tiếng văn chương, con nhà gia giáo, sống trong sạch, kiếm sống bằng việc dạy học ở làng Nghi Tàm, mở quán bán sách, buôn bán nhỏ, không phải phụ thuộc vào lương bổng của quan. Hai người lấy nhau chưa có con, vẫn sinh sống trong nhà công quán ở trấn phủ, nên chẳng cần nhiều tiền. Lấy việc này mà xét, thấy không có căn cứ, Phúc Hiền phải cần tiền để lo cuộc sống cho Xuân Hương. Phúc Hiền là quan gần với dân, nên hay đi công cán. Nhưng lần ấy, cùng phương tiện đi lại thuyền xe, Phúc Hiền cho Xuân Hương đi cùng để nàng sáng tác thơ phú. Lại nữa, con nàng đi cùng lo cơm nước cho quan, đỡ phiền hà tới dân. Tình ngay ý thật như vậy, Phúc Hiền đâu có động cơ nào ham muốn tiền của mà phải nhận hối lộ của dân nghèo. Vậy thì từ đâu, nguồn cớ nào bỗng dưng tai họa lại đổ tội chết lên đầu quan tham hiệp? Ai đứng đằng sau vụ án này? Là người có chữ nghĩa, hiểu pháp luật, lại có danh tiếng nữ sĩ trong thiên hạ. Xuân Hương về Thăng Long, quyết gọi cửa Bắc Thành, xin quan án sát về truy xét, đối thoại tìm nhân chứng vật chứng, có lý, có tình. Mong vụ án oan của chồng nàng được sáng tỏ khi Phúc Hiển đang trong thời gian giam giữ chờ xét xử. Xuân Hương hiểu rõ luật triều đình quy định những can phạm mắc trọng tội bị tuyên xử tử ghi rõ. Nếu kẻ nào phạm tội ác quá nặng thì đem thi hành ngay, không phải đợi đến kỳ xét án. Còn các tội khác đều đợi đến hạn mùa thu mới đem thi hành án. Theo quy định của hình luật thì tội của Phúc Hiền không phạm tội ác quá nặng, không phải thi hành án ngay mà phải giam đợi đến kỳ xét án và sẽ xử vào sau tiết lập thu. Đơn xin xét án của Xuân Hương, lý tình rành mạch, phải trái phân minh, khiến quan ám sát ở Bắc Thành không thể xét án được. Không phải họ không đọc được án, mà vì nhiều uẩn khúc phía sau. Xuân Hương kêu oan cho chồng vào năm 1818, một năm triều đình có nhiều biến động sau vụ án văn chương của Nguyễn Văn Thuyên, con nguyên tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành, 1802-1809. Ở Bắc Thành, Lê Chất làm tổng trấn năm 1818 là thời kỳ phe phái của Nguyễn Văn Thành bị vu tội và thanh trừng. Giữa Nguyễn Văn Thành và Lê Chất, tuy cùng là tướng có công khai quốc công thần, nhưng họ cũng có mối hiềm khích, bằng mặt chẳng bằng lòng. Năm 1804, vua phải giảng hòa cho Nguyễn Văn Thành, Lê Chất và Nguyễn Văn Chương. Năm 1817, trung quân Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử vì vụ án văn thơ của Nguyễn Văn Thuyên, con trai, bị khép tội phản nghịch triều đình. Gia tộc nhà họ Nguyễn, người bị xử trảm, người chịu tù đầy. Vụ Nguyễn Văn Thành, nhóm Lê Văn Duyệt và Lê Chất như nhổ được cái gai trong mắt. Tại Bắc Thành, những người được xem là vây cánh Nguyễn Văn Thành cũng bị triệt hạ, gồm có binh bộ thượng thư Đặng Trần Thường bị khôi tội làm sắc phong thần cho tướng nhà Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc, người chỉ huy đánh dẹp các chúa Nguyễn, bị khép tội ẩn lậu ao đầm ruộng, ông bị giam và xử tội rào. Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán chết bất ngờ vào tháng 5 năm 1818. Nhưng Nguyễn Văn Thành vẫn còn người con nuôi là Trần Phúc Hiền ở ngoài vòng lao lý. Vợ Phúc Hiền là nữ sĩ Xuân Hương, nổi tiếng trong thiên hạ, chơi rất thân với Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán. Mà Quán lại là người tâm huyết của Nguyễn Văn Thành từ khi Ngọc Quán làm việc ở Hàn Lâm Viện, rồi sau đó được cử làm cai bạ Quảng Đức.
Ngọc Quán là người giỏi thơ văn, được Hội thơ Cổ Nguyệt Đường của Hồ Xuân Hương cử làm chủ súy. Ngọc Quán không chỉ là người thân cận của Nguyễn Văn Thành, mà còn có tình thân với Nguyễn Văn Thuyên và cả Hồ Xuân Hương. Giờ liên lụy đến vụ án Nguyễn Văn Thuyên mà Ngọc Quán đã tự vẫn, những thi hữu của Cổ Nguyệt Đường cũng sợ bị soi xét câu chữ trong thơ phú, đã đốt hết thơ văn. Giờ Xuân Hương vì chồng là Phúc Hiển bị mắc án mà rời trấn Yên Quảng về Thăng Long, kêu đến Tống Trần Bắc Thành, Lê Chất. Chất né tránh giúp Xuân Hương nên giao việc cho Trần Quang Tĩnh, đang giữ chức quan tào binh Bắc Thành thụ án. Xuân Hương cứ ngỡ gặp được Quang Tĩnh, hiệp trấn Sơn Nam Hạ năm xưa, người từng thơ phú với mình. Nay chồng Xuân Hương bị nạn, kêu tới bạn xưa, chắc Quang Tĩnh sẽ rủ lòng thương mà ra tay cứu giúp. Không ngờ quan tào binh Bắc Thành Quang Tĩnh vẫn nhớ chuyện xưa, năm 1809. Quan từng ngỏ ý muốn cưới Xuân Hương làm thiếp, nhưng nàng khéo léo chối từ. Vì chuyện này Quang Tĩnh để bụng thù lâu, không những không giúp sai án sát về điều tra trắng đen vụ án, mà vội vã dâng sớ tâu với vua Gia Long. Phúc Hiển bị dân tố nhận hối lộ 700 quan, đáng tội tử hình, trình đức vua chuẩn tấu. Nghe bộ hình dâng tấu, vua Gia Long có lời phê: không giết kẻ tham bẩn thì lấy gì khuyên người thanh liêm. Lời phê chuẩn tấu của vua Gia Long, bộ hình khép Phúc Hiển với tội danh nhận hối lộ thuộc khung hình phạt nặng nhất, tử hình. Việc đến tai Xuân Hương, nàng chẳng còn bụng dạ nào mà thù ghét Quang Tĩnh, chỉ vội vã thu xếp theo đường xe ngựa bộ hành, vượt non ngàn sông dài, chuông rộng, đèo cao vào thành Phú Xuân. Xuân Hương dâng đơn tới đức vua, kêu oan án cứu chồng. Khi vào thành Phú Xuân đầu năm 1819, kêu oan cho chồng, Xuân Hương đã về quê Phúc Hiển ở làng Tam Kỳ, bên ngã ba sông Tam Kỳ. Hỏi thăm mới được biết đây là quê gốc của gia tộc họ Trần, từ Thanh Hóa vào đây mở đất dựng làng từ thế kỷ 15, được nhà vua sắc phong là Tiền Hiền mở đất cùng với dòng họ Nguyễn cũng từ Thanh Hóa vào. Còn gia đình Phúc Hiển bấy giờ đã định cư ở phía nam sông Tam Kỳ, thuộc làng Diêm Điền, Tổng An Hòa, huyện Hà Đông. Từ làng cổ Tam Kỳ, quê gốc của họ Trần đi mở đất phương nam, Xuân Hương đã đến thắp nén hương trầm nơi có phần mộ Tiền Hiền đi mở đất. Được tổ tiên linh thiêng phù hộ, sai người Trần dẫn lối, Xuân Hương về tới làng Diêm Điền gặp gia đình họ hàng của Phúc Hiển. Bấy giờ, vợ cả của Trần Phúc Hiển là Phan Thị cùng với các con còn nhỏ ở đằng trong mới tá hỏa khi biết tin dữ về chồng. Nàng Phan Thị và các con trân quý Xuân Hương, họ cùng tâm đầu ý hợp bàn nhau tìm cách cứu Phúc Hiển. Dù gia cảnh gia đình Phúc Hiển ở đằng trong khá giả, nhưng Phan Thị lại không quen biết các sai nha, không đến cửa quan bao giờ, không biết bấu víu vào đâu để kêu chạy cho chồng. Chăm sự, họ Trần ở Diêm Điền, Tam Kỳ đều trông cậy ở Xuân Hương, nữ sĩ tài danh nổi tiếng trong thiên hạ, vợ thiếp của Phúc Hiển. Lần đầu tiên Xuân Hương về quê chồng, không phải cùng chồng ra mắt chị cả và họ hàng làng xóm, mà thân gái dặm trường, nàng về đây một mình để ra mắt gia đình Phúc Hiển và thắp nén hương trầm trước lăng mộ tiền nhân, cúi lạy tấu xin tiên tổ âm đưa đường dương dẫn lối để nàng xin kêu oan án cho chồng. Thời gian nặng nề nhưng vụt qua nhanh. Nếu nàng không kịp kêu để đức vua xem xét lại, thì tháng 8 mùa thu đến sẽ xét xử và bản án của Phúc Hiển sẽ được thực thi khi oan sai chưa tỏ. Án oan treo trên đầu Phúc Hiển ngày một cận kề, trong khi đó họ hàng thân cận ở Diêm Điền Tam Kỳ không tìm được người cùng Xuân Hương kêu oan cho Phúc Hiển. Vậy là một mình Xuân Hương phải lĩnh trọng trách của gia tộc họ Trần tin cậy, nàng gửi đơn rồi gõ cửa triều đình xin minh xét án. May thay lúc đó ở kinh thành Phú Xuân, Nguyễn Du, người tri kỷ của Xuân Hương thuộc nào, sau bao năm vắng tin nhau, giờ nữ sĩ lại gặp nhà thơ lớn khi Nguyễn Du đang giữ chức hữu tham chi bộ lễ trong hàng quan văn. Nghe Xuân Hương giải bày gia cảnh, Nguyễn Du nhận lời sẽ đưa giúp đơn kêu oan cho chồng của Xuân Hương tới đức vua xem xét. Nguyễn Du nói: mấy năm trước, ta mừng khi nghe tin nàng đã yên bề gia thất, làm thiếp quan tham hiệp Yên Quảng Trần Phúc Hiển. Nào ngờ hôm nay gặp nàng ở kinh thành, biết cảnh nàng, ta càng cảm thông và trân trọng nàng. Nàng không chỉ nổi danh là nữ sĩ
mà trong tình nghĩa vợ chồng đạo phu thê, nàng giống như nàng Mạnh Khương đời nhà Đường Trung Quốc, một liệt nữ lưu danh muôn đời. Chồng Mạnh Khang bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong, liền nhảy xuống biển tự vẫn. Bây giờ, Xuân Hương nữ sĩ của ta, cũng là nàng Mạnh Khương, thân gái Dặm Trường, từ xứ đàng ngoài, nàng vào xứ đàng trong, kêu an oán cho chồng. Việc làm của nàng, ngay cả đấng mày sâu, không phải ai cũng làm được. Tiếng khóc của nàng Mạnh Khương xưa, thấu thiên thấu địa, làm sụp cả 800 dặm Trường Thành, cho nàng tìm được xác phu quân. Tiếng khóc của nàng Mạnh Khương bây giờ là tiếng khóc của Xuân Hương kêu oan án cho chồng. Ta mong sao oan án của chồng nàng gặp được bao công. Người như ta không làm được gì giúp nàng, lực bất tòng tâm. Ta chỉ có thể dâng đơn sớ hộ nàng tới Đức Vua. Ta chỉ có thể vì nàng mà tấu xin để Đức Vua gia hạn xét xử, sai bộ hình điều tra, minh xét, làm rõ việc này. Dù bao năm xa cách, nhưng tình cảm của ta với nàng, ta vẫn luôn trân trọng, nâng niu. Chuyện buồn của nàng hôm nay cũng chính là chuyện buồn của ta. Trong vụ án Nguyễn Văn Thành, anh rể ta là Vũ Trinh, một nhà đại khoa, nổi tiếng là người có tài và nhanh nhẹn, được triều đình cử cùng Nguyễn Văn Thành làm bộ luật Gia Long, nay cũng dính oán oan. Anh rể của ta là thầy học của Nguyễn Văn Thuyên, con trai của tiền quân Nguyễn Văn Thành. Vì vụ án văn thơ của Văn Thuyên mà Nguyễn Văn Thành uất ức quá, uống thuốc độc tự tử. Còn anh rể ta Vũ Trinh do bênh vực cho Thuyên thì bị biếm ở Quảng Nam từ năm 1816, chưa biết bao giờ mới được tha về. Án của Nguyễn Văn Thuyên ta biết chưa minh bạch. Theo ta, vụ án này nặng về gièm pha, hãm hại nhau giữa các quan đại thần phe Lê Văn Duyệt với phe Nguyễn Văn Thành. Biết vậy, nhưng ta tài hèn sức mọn, lực bất tòng tâm, không thể cứu được án oan. Nhưng ta cũng cứu được anh rể ta thoát khỏi cửa tử, được vua giảm án cho sống ở lao tù. Nay vì việc của nàng, ta cũng xin gắng sức. Những lời tâm huyết của Nguyễn Du như cọc rơm cứu Xuân Hương, phận cái kiến qua khỏi dòng xoáy lũ. Nàng cảm kích tình xương nghĩa cũ của Nguyễn Du. Với nàng, nghĩa nặng tình sâu, đâu trở mặt vì tình như quan Tào binh Bắc thành Trần Quang Tĩnh. Nhờ Nguyễn Du giúp đỡ, Xuân Hương vững tâm ở lại kinh thành, chờ lệnh vua ban. Cuối cùng, đơn kêu oan cho chồng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương do quan hữu tham chi bộ lễ Nguyễn Du đưa giúp cũng đến tay vua Gia Long. Trong những ngày ở kinh thành chờ đợi lệnh vua ban, Xuân Hương biết thêm lệnh thiên tử. Hàng năm cứ đến tháng Giêng, tháng 6 đều phải đình hoãn việc hành hình. Ở trong kinh và ngoài các tỉnh, những tù nặng phải đem xử ngay, đều phải giam chặt lại đến đầu tháng 2 và tháng 7 sau ngày lập thu mới được hành hình. Nếu trong tháng 5 giao với tiết tháng 6 và ngày lập thu vào trong tháng 6 cũng đình hoãn việc hành hình. Như vậy, Phúc Hiển bị bắt vào tháng 5 thì có đưa ra xét xử sang tháng 6 cũng phải hoãn việc hành hình. Nay đơn của Xuân Hương đã đến tay Đức Vua. Những lời cầu nguyện của nữ sĩ đã được Đức Vua mở lòng rộng lượng. Thề theo lời nguyện cầu của Xuân Hương mà ban lệnh tạm giam Phúc Hiền chưa đưa ra xét xử vào mùa thu năm ấy. Để bộ hình xem xét lại chứng cứ, đến mùa thu năm sau, 1819 kỷ mão mới đưa ra xét xử. Tổng trấn Bắc Thành nhận được chỉ dụ của Đức Vua xem xét lại vụ án nhận hối lộ của tham hiệp Yên Quảng Trần Phúc Hiền. Nghĩ tới chuyện Phúc Hiền là con nuôi Nguyễn Văn Thành, trong thâm tâm Tổng trấn Bắc Thành Lê Chất muốn nhân chuyện Phúc Hiền bị tố cáo nhận hối lộ để ra tay nhổ cỏ tận gốc. Tổng trấn Bắc Thành không muốn nhúng tay vào chuyện này nên giao cho quan Tào binh Bắc Thành Trần Quang Tĩnh điều tra xét hỏi. Quang Tĩnh vốn để bụng thù ghét Phúc Hiền, người đã chiếm được tình yêu của nữ sĩ Xuân Hương, nên nhân chuyện này cũng muốn diệt Phúc Hiền để sau này đoạt chiếm Xuân Hương. Thay vì điều tra xác minh đối cung đối chứng thì quan Tào binh Bắc Thành lại chuẩn y đơn tố cáo của dân châu Vạn Ninh, buộc Phúc Hiền vào tội chết.
Sau khi biết Đức Vua đã có chỉ sao cho Tổng trấn Bắc Thành xem xét lại vụ án nhận hối lộ của Trần Phúc Hiền, Xuân Hương vội vã từ biệt gia đình chồng ở Tam Kỳ, lại hành trình theo đường biển lênh đênh từ Hội An ra Bắc. Bấy giờ, Phúc Hiền vẫn bị giam giữ tại Bắc Thành. Xuân Hương trở lại thành Thăng Long vào đầu mùa đông năm 1818. Nàng vẫn chờ mong bộ hình của Bắc Thành sẽ về trấn Yên Quảng để xác minh làm rõ vụ án Trần Phúc Hiền. Nhưng tin tức từ Bắc Thành vẫn biệt vô âm tín. Cả Phúc Hiền và Xuân Hương đều biết dân Châu Vạn Ninh bị xúi giục vu oan nhằm hại quan tham hiệp. Nhưng muốn minh chứng việc này phải chờ phủ Bắc Thành điều tra phá án, rồi phải chờ án quan xét xử. Mà việc xét xử thì ai dám chắc, trắng đen rõ ràng. Bấy giờ đã sang tháng 3 năm Kỷ Mão 1819, đang tiết hàn thực, nhà nhà làm bánh trôi bánh chay thờ cúng tổ tiên. Nghĩ phận vợ chồng mình ba chìm bảy nổi như thân phận chiếc bánh trôi mà rắn nát tùy thuộc tay kẻ nặn, cũng như oan án của Phúc Hiền đang trông chờ phán quyết cửa quan, nào ai biết trắng đen sẽ phân xử ra sao. Nhân dịp Tết hàn thực, Xuân Hương cũng làm bánh trôi bánh chay, dâng thờ cúng tổ tiên và xin với quan tù chuyển cho Phúc Hiền nhận quà Tết hàn thực. Xuân Hương cũng gửi cho chồng bài thơ bánh trôi nước để nói rõ tình mình với Phúc Hiền. Cho dù án oan có chia cắt tình nghĩa phu thê, nhưng thiếp vẫn giữ tấm lòng son chung thủy với chàng, cũng như chàng vẫn giữ tấm lòng son thanh bạch cùng non nước.